dưới cổng lên đến đây, mình đã quay được rất nhiều video cảnh đẹp hay, nhưng mà cái đấy mình sẽ đăng sau. Các bạn nhớ theo dõi nha. Đừng quên đăng ký và rung chuông để xem được nhiều video hấp dẫn nhé. Bây giờ chúng mình cùng let's go.